Cái mặt mình bây giờ nó nổi tùm lum tùm la luôn rồi. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và đây là tất cả mình đã ăn trong 3 tuần ở Việt Nam. Vào thôi nào. Bữa ăn đầu tiên ở Việt Nam thì nó khá là tây. Và tối đi ăn lẩu tính chất châu Á hơn. Ngày thứ 2 rồi và vẫn chưa ăn đồ Việt Nam. Nhưng mình đã ăn kem cây tuổi thơ của mình. Hello, hôm nay mình sẽ thử sữa tươi chân châu Hạ Long. Mọi người nói rất là ngon nên mình sẽ thử. Nó nhìn giống như vậy. Ok, coi nó có ổn không? Lần đầu tiên cuộc đời. Nó rất là ngon. Cuộc đời mình đã được thay đổi. Và tối thì mình ăn cái trò hấp thủy này, mình chưa bao giờ ăn cái này bây giờ luôn. Bên Mỹ không có mấy cái trò xế xế vậy đâu. Hình như Việt Nam đang nổi hứng than tre và dưới thì có cháo. Hello các bạn, câu chuyện rất là buồn cười. Hồi nãy mình mới đi phố đi bộ Nguyễn Huệ và kiểu như là đã đóng bạn biết mình, nhưng chỉ là xì xầm đằng sau. Mình thấy nghe được những thứ các bạn nói đằng sau mình và rất là nhiều người nói. Nhưng lại nói là các bạn ấy đã đi vào chỗ khác. Mình chưa có nói ai là mình đang ở bên Việt Nam. Chuẩn bị kẹo chuối nè. Và nhớ gì về Việt Nam, cắt tóc cho nó nhìn tươi hơn. Trời, dính tóc lên ổi luôn. Nhưng tươi hay không mình cũng chẳng biết nữa. Như trưa nay mình đã nhảy vào khu ẩm thực của chợ Bến Thành và đã gọi một phần bánh thập cẩm nè. Không chắc là có gì nữa. Hello. Chào các bạn. Đây là các bạn cũ, rất là cũ của mình. Các bạn cấp 1 của mình bây giờ mỗi đứa ở một nước khác nhau. Và đây là món Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam của mình năm nay. Và một đĩa 35.000 vậy cũng khá là ổn. Cầm 35.000 qua Mỹ là không có moi được cái này đâu. Sau đó thì mình uống lại cái này sau 2 năm. Milo Macchiato. Cho 2 năm mình đã thèm hãng này bên Mỹ. Và uống này làm rất là cảm động, làm rất là nhớ cái thời học ở Việt Nam của mình. Đúng là có các món có thể làm bạn nhớ đến quá khứ của bạn. Hello các bạn, hồi nãy mình đi chợ Bến Thành á, kiểu như là mình bị shock luôn. Là vì kiểu như là cái môi trường chợ 2 năm rồi mình chưa có trải nghiệm, nên kiểu như là nó rất là bất thường. Và khi mình vào cái khu ẩm thực, kiểu như là người bán hàng á, người ta kiểu như là kéo mình, kiểu là lấy cái tay rồi kéo mình luôn, kiểu như là rất là một trải nghiệm khá là bất thường nhưng cũng hay. Một trải nghiệm quá là chợ. Và tối đi ăn đồ Nhật, đồ nhà Việt Nam ngon với Mỹ nhiều. Và đây là món hàu sống có hai quả trứng cút sống. Và chắc chắn thảm họa sẽ không xảy ra vì mình ăn món này. He 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 he. Và mai cua gì đó trong đó nữa. Và trải nghiệm ở khách sạn này thì có cái này, bánh tiramisu. Sáng thì mình đã ăn bánh cuốn thịt chả. Bình thường toàn là ăn bánh cuốn không nhân không à. Trời ơi nghẹt. Nó không có ngọt bằng ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ nước mắm rất là ngọt. Và buổi trưa tại Bình Dương thì mình đã ăn quán con vịt này. Mình đã không nhớ là mình gì ướng con vịt mà nó kiểu như là vịt sim, vịt không công nghiệp. Nên đây cũng góp phần cái thảm họa của mình sẽ xảy ra. Và ở đây còn có chân vịt nữa, khá là khác chân gà. Hello các bạn, tình hình thì các dị ứng đã bắt đầu dị ứng rồi. Không, không ổn chút nào. Mình ở đây 3 ngày nhưng mình vẫn chưa quen cái sự quá là kẹt xe ở Sài Gòn. Như tối nay mình ăn quán này rất là Việt Nam luôn. Cơm chiên lá sen và cái món bánh hỏi thịt gì đó. Và tại vì nhân viên kẹo chuối. Và tối thì mình uống cái nước sữa tươi xương sáo này. Nó cũng ổn, nhưng giá chỗ này hơi cắt cổ so với các chỗ khác. Mình xin cập nhật. Mình đã bị dị ứng tiếp. Cái mặt mình bây giờ nó nổi tùm lum tùm la luôn rồi. Đầu tiên là hàu, bây giờ là vịt. Chán đời quá các bạn. Cái đó mình mong là mình sẽ ổn. Là vì thứ bảy là sinh nhật của mình và mình không có muốn có cái mặt như vậy trong sinh nhật của mình. Mặt đau đớn của mình à. Nhưng trưa nay thì mình ăn thử cái chỗ mà mình sẽ tổ chức sinh nhật của mình. Mình đã gọi cái miếng xào sốt Thái gì đó. Cái vị nó khá là giống như là Mama Lẩu Thái các bạn. Và tại nhà hàng thì mình đã gặp một chị fan nữa. Và các bạn nên bấm nút đăng ký là vì 1/4 nước kim cương sắp sẽ đến rồi. Xin lỗi các bạn. Trong một cái snack thì mình đã tìm thấy cái này. Mình chưa bao giờ ăn cái này bao giờ. Bánh cốm sầu riêng. Nhìn giống như cái bánh mình ưa đi học ăn, nhưng phiên bản sầu riêng. Cái này nó ngon, nhìn nó dính răng. Nhưng quan trọng thì nó ngon là được. Nãy giờ bà nhìn đâu muốn ăn đâu. Giỡn rồi. Và tối thì là một bữa lẩu phiên bản khủng khiếp. Số lượng những thứ cho vào hơi bị hoang mang. Cái cục cá viên này nhìn hơi giống như là một cái viên kẹo, nhưng thật ra ở trong nó có... có gì quên rồi. Video này mình quay 3 tuần trước thì mình cũng quên là trong này có gì rồi. Mình chưa bị thấy lẩu nào có cua. Và tráng miệng thì là kem dừa, nhưng tự nhiên kem dừa mà có bắp nữa. Hôm nay thì mình có một chuyến đi Quảng Ngãi. Và tại sân bay thì có xôi mặn. Và các bạn ơi, 2 năm rồi mình được thưởng thức cái chuối tí hon này. Mình đố ai có thể tìm được chuối này bên Mỹ. Nhưng chuối này chỉ là nó ngon và nó ngọt hơn chuối bình thường. Và mình đã tới Quảng Ngãi rồi và đây là bữa ăn nhà làm. Cả ba món này bí ẩn mình không biết là gì. Không biết đây là cái gì ha. Không biết thì thử thôi chứ sao, và mình chấm nước mắm nhà làm luôn. Thử nước mắm bà nội làm. Mắm miền cách. Mơ lắm. Và hình như đây là chè thập cẩm gì đó. Mình cũng chẳng biết trong đây có gì nhưng nói chung thì nó ngon. Và đây thì là món cacao dầm. Cacao Milo. Cacao Milo. Ở quê.
Mình nhớ hồi cấp 2 mình uống cái này và trời ơi các bạn nó ngọt dữ dội luôn, nhìn nó ngon. Và trước khi mình đi thì có cái món này, món câu rùi. Anh gọi là bánh bèo gì hả? Bánh bèo gì? Bánh bèo Bình Dương. Bánh bèo Bình Dương. Bình Dương Quảng Ngãi chứ không phải Bình Dương Bình Dương đâu. Dạ, yeah. Coi cái này có khác bánh bèo bình thường hay không? Nó hơi khác, chứ nó không có mặn mà. Chân chén nó bám vào thì nó rất là vừa. Rùi kia, rồi nhảy lên máy bay về Sài Gòn. Và lúc bay về thì mình đã qua cái quán này mà nó kiểu như là có menu trên tường, đủ thứ món trên tường. Và mình đã gọi phần gỏi cuốn. Mình là một fan cuồng có mọi món cuốn, kiểu là cuốn là mình thích. Nhưng cuốn mình không thích là cuốn có rau thơm. Chắc mọi nghĩ mình khùng nhưng mình sẽ dứt ra từng cọng rau thơm như nào nó hết rau thơm. Và tráng miệng thì là bánh da heo, bánh da lợn này. Lúc đầu mình nghe mình tưởng có heo thiệt nhưng thật ra nó lừa đảo. Trưa nay mình ăn tại cái nhà hàng Đài Loan này với con bạn này. Món đầu tiên thì là bánh bao cua luộc, hơi bị bất thường, mình chưa bao giờ nghe thấy cái món bánh bao cua luộc bây giờ luôn. Nhưng và cái này thì nó cũng khá là ngon, quá là ngon. Ủa như cua luộc ăn được vỏ luôn hả? Tiếp theo thì là cái trứng lòng đào chiên có cái thịt ở ngoài này. Nó chảy chảy và nó cũng rất là ngon, nhưng kiểu là nó rất là giàu giàu. Và tiếp theo thì là bánh bao áp chảo này. Và món này thì mình không thích lắm, mình cảm giác như là bánh bao ngoài đường nó ngon hơn rất là nhiều. Và rẻ hơn nữa. Và mình đã gặp em fan tặng kẹo. Lần đầu tiên thử nước rau má. Mọi người đều rất thích cái này. Mình gọi cái rau má đậu xanh sữa dừa. Coi coi mọi người rùng rào về rau má ha. Thấy sao? Good. Ngon hả? Hơi bất thường nhưng ngon. Và đó là cái sự bắt đầu của cái giai đoạn nghiện rau má của mình. Không ổn. Và sau đó thì ăn cái kem phô mai chân châu nè. Hồi mình còn ở Việt Nam mình phải gọi là nghiện luôn. Nghiện luôn á. Kem vị phô mai. Mình cảm giác như là một ngày mình toàn là ăn lu tu xèo những thứ mình thèm. Vẫn ngon như mình nhớ. Và buổi tối thì mình đi sinh nhật của hai anh chị học bên Mỹ với mình. Mình đã tặng cho anh ấy một cái quyển giấy kiểm tra. Cái này là học sinh trung học dùng á. Tặng cho nó ám ảnh cho nó vui. Và tối nay đã quay lại cái chỗ lẩu này. Lúc nào ăn lẩu mình cũng chơi cái trò xoay xoay này á các bạn. Nhưng lần này xoay thì bị fail mạnh bạo. Sorry bạn nhiều. Và lần này ăn cái này thì gọi là cái sách bò hay sao, nó nhìn hơi bị mờ ám. Nhưng đối với mình thì mờ ám thì cứ ăn thôi. Mắc cười cái là sinh nhật của hai anh chị mà nhà hàng tặng cái rổ trái cây nè, nhưng nó lại có tên mình. Anh ấy đã thất vọng, quá là thất vọng. Nhưng ăn xong thì tặng cho chú fan kẹo. Và trưa nay mình ăn trưa với hai anh chị dạy học mình. Xin chào mọi người, mình là Khoa đây. Đây là món Mỹ nhưng mình đã gọi trứng lòng đào với cá hồi và cái gì khoa tây chiên ở dưới. Nhìn hơi giống cái tổ chim. Và hai anh chị đi gọi bánh mì chảo và cái gì đó mễ này. Nói chung quán này bán đồ lộn xộn các nước. Và mình đã làm fan mấy tiên tiếp. Và tiếp theo mình đã uống cái chỗ trà quen thuộc này tiếp. Lần này mình tặng 11 viên kẹo cho 11 nhân viên trong đây luôn. Đều là fan Jenny Huỳnh hết. Và đây là bạn mình chưa gặp từ hồi mình học lớp 4. Okay. Cái gì lại ghét mình hay sao? Và ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của mình nên mình ăn tại cái chỗ này mà mình tổ chức sinh nhật 1 tuổi của mình. Và mình đã làm lại cái hình 16 năm trước. Có khác biệt gì không á? Và mình thấy là hình như chỗ này nó cũng không có thay đổi gì luôn á. Và đây là nhà hàng mình tổ chức sinh nhật luôn. Đầu tiên thì mình ăn cái súp trong cái quả bí này. Và gỏi sứa và cái tôm rang trứng muối gì đó. Cũng ngon, cũng ngon. Không biết hồi 1 tuổi mình ăn món gì nữa ha, có răng đâu. Và có cái mai cua nè, xì sò điệp và cái gì đó xoài. Và sau đó mình đã xách chó theo và quay lại cái chỗ mà có cái chua chua chân châu nè. Ngay hồ con rùa mà không có rùa. Hello các bạn, mình đang ở hồ con rùa. Và mình có sữa chua nếp cấm. Thật ra mình chưa bao giờ ăn tại hồ con rùa bây giờ luôn á. Mình đang quá là lãng mạn. Và kiểu cái không khí mọi người ở đây và ngồi ở đây kiểu là nó vui vui sao á. Và sữa chua nếp cẩm thì nó cũng ngon, nó cũng ngon. Ngày số 9 thì là video này, các bạn coi video này đi. Hello, hôm nay mình sẽ đi Đà Nẵng. Các bạn thấy bộ đồ mình nhìn sến không? Out Starbucks phiên bản Việt Nam. Trong 10 ngày thì đây lần thứ 3 mình đi sân bay. Hơi bị quá không? Ôi và ở trong đây mình đã gặp lại chú Teo. Và trong lúc chờ thì mình ăn mì này và có xôi mặn nữa. Nhưng không có chả bông nên cũng hơi chán. Và đây là chuyến máy bay thứ 5 mình đã đi trong 10 ngày. Các bạn thử đếm coi mình nói đúng không? Thật ra chuyến bay này có hơn 1 tiếng xíu à. Và trong lúc bay thì mình đã vẽ cái này. Và mình không ngờ là có đồ ăn luôn ở đây, hình như là bò lá lốt gì đó. Nước mắm này mà đổ là xong ghế máy bay luôn đấy. Nhưng đó là món của mẹ mình. Mình thì gọi cái món này các thứ tí hon. Và kèm theo chén chè này mình không biết chè gì nữa. Và nói chung mấy cục này nó cũng ngon, nhưng mà cảm giác như là mấy cái mình ăn trong mấy bài Nhật nó ngon hơn. Và tráng miệng thì là cái chè vè vàng xanh xanh này. Nó cũng tạm được chứ mình thấy nó không có ổn lắm. Ăn hết sạch luôn rồi. Và ngay lúc mình ăn xong thì máy bay cũng chuẩn bị đáp, mình đã quay lại miền Trung. Và ngay đằng sau mình thì có một em fan, hello. Nãy giờ rồi em không nói gì, sắp ra em mới nói. Và trưa nay thì mình ăn tại cái nhà hàng ngay biển này. Trời các bạn, đĩa này mà 400 ngàn, oh my god. Mực này phải gọi là dai, kéo y dài luôn á. Mong là sao không bị dị ứng. Nhưng 2 năm trước mình ăn chỗ này đâu có mắc dây đâu. Và đĩa này cũng qua 400 ngàn các bạn ơi. Nhà hàng ngay bờ biển là nó mắc cắt cổ luôn á, mình không có ngờ. Như đây là ốc hương cháy tỏi gì đó. Mình cảm giác như từ 2 năm trước thì chỗ này đã lên giá gần gấp đôi luôn. Nhưng quay về chuyện ốc hương thì cái này tạm ổn.
Và phần này ba em tí hơn thì tầm 500 người mình không có ngờ. Phần này ăn thế nào ạ? Thắng à? Ây da, nó nhiễu. Nhưng vì cái giá của nó nên mình cảm giác mình cần ăn dao nỉa cho nó kiểu như là xịn xịn hơn á. Thật ra mình gọi con này là vì mình kiểu là tò mò thôi. Chứ cái vị nó cũng hơi giống như nghêu. Nhắc đến nghêu thì đây là nghêu thiệt nè. 500 ngàn nghêu, á da. Bạn bên Mỹ rồi đây, nhưng đây là nghêu sốt Thái. Ở Việt Nam tận hưởng rau muống này vì rau muống Mỹ dở lắm. Nhưng nói chung bữa ăn này mình thấy không có đáng tiền lắm. Cái sự lên giá nó không có được ổn. Không sao hết các bạn, người ta cho dưa hấu miễn phí. Và ở đây còn có triển lãm các cá sò ốc nữa. Không biết có bao nhiêu con nhưng có hơi bị nhiều con. Và đây có con sò gì đó nhìn rất là to nhưng rất là bất thường. Chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ. Và buổi tối thì mình ăn tại cái chỗ bánh mì này khá là nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chú ấy có kỹ thuật làm bánh mì quá là siêu luôn. Mình mà làm vậy chắc dăng tùm lum luôn đấy. Và đây đúng là một trải nghiệm mình không có thể có được bên Mỹ. Lò này làm cho nó siêu giòn. Chào mừng các bạn đến lề đường. Mình sẽ thử bánh mì ở đây. Và cái cú cắn đầu tiên hẳn thì mình thấy là cái bánh mì ở Việt Nam nó xốp hơn cái bánh mì rất là nhiều. Và pate thì vị ngon hơn. Với lại cái trải nghiệm ăn lề đường này mình không thể có được bên Mỹ nên chỉ là mình phải tận hưởng cái này cho bằng được. Ok, quay vậy đuôi. Và tiết một bánh mì xong thì tiết một chè thôi. Và tại quán chè thì gặp được các chị bán hàng gặp ra mình. Và mỗi chị thì nhận được một viên kẹo chuối. Các chị này 2002 đấy. Và ở đây thì có chè Thái và cái thạch gì đậu hũ gì đó. Hồi ở Việt Nam mình không thích ăn chè, nhưng lúc mà mình lớn lên, mình trưởng thành ấy, thì mình thích chè rồi các bạn. Cảm giác giống trà sữa nhưng không có trà. Và mọi người đang nhìn mình. Và đây là các bạn tại quán chè. Và hôm nay thì là tối chủ nhật nên có cái phun lửa cầu rồng. Để lên đây mất 30 phút lận nhưng mình đã trải nghiệm được cái phun lửa cầu rồng trong lần đầu tiên cuộc đời của mình. Gặp được em Phe Sinh Đôi luôn. Phun lửa xong thì đã phun nước. Nhưng thật ra hình như hồi nhỏ mình coi rồi nhưng mình quên. Xong rồi muốn vào Huế, Đà Nẵng và uống nước dừa. Phiên bản nạo ngay lề đường. Quá lờ mê lem. Có gì bay vào không ạ? Ngày 11, 12, 13 thì trong vlog này các bạn hãy coi cái vlog đó. Và mình đã ăn thử cái con ốc vòi vòi. Ngày cuối ở Đà Nẵng nhất định phải ăn cơm gà. Hello, bây giờ mình sẽ thử ăn cơm gà ở Đà Nẵng. Mình đang xài cái chiêu sáng gà của mình, các bạn thấy nó hiệu quả không? Và đầu tiên thì mình sẽ thử ăn cái da không. Nó rất là giòn. Mình tính ăn cùng với nhau luôn nhưng nó hơi bị to quá nên mình ăn cái cơm trước xong rồi mình ăn gà vào. Rất là ngon, rất là đậm vị. Không biết sao cơm nó ok nữa nhưng rất là. Mình không nghĩ là gớt đâu. Giờ ăn thử cái cải kèm theo nè. Em kim chi á. Tiếp theo thì mình cướp gỏi gà của mẹ mình vào ăn. Và kiểu ăn vào cái vị nó ngố ngố rồi sao á. Hình như mình đã ăn vào rau thơm. Không ổn. Không ổn. Và để giải quyết vấn đề rau thơm đó thì mình đã tạo nước rau má tiếp. Mình có một vấn đề với rau má. Không biết một tuần mình uống bao nhiêu lần vậy, hơi bị nhiều lần. Nhưng lần nào cũng phê hết. Nhìn nó đẹp gái không kìa. Rau má, đậu xanh, sữa dừa. Và chỗ này thì ra xay tươi luôn. Chứ chỗ mỡ hình như là bột. Và mình đã xách rau má vào sân bay thành công. Và trên máy bay về Saigon thì mình đã ăn cái này. Đây hình như là bún thịt bò xào hay gì đó. Và lần này mẹ mình thì gọi cái hôm bữa mình ăn. Thưởng thức coi bún thịt nướng trên trời có khác dưới đất không. Và nói thiệt thì nó rất là khác. Không có giống bún thịt nướng. Nó ngố ngố làm sao á. Qua lại Saigon thì mình đã vào cái chỗ phở này. Bây giờ mình sẽ thử ăn phở cuốn đầu tiên ở Việt Nam. Hình như mình quên gọi không rau thơm nè. Đây có rau thơm nè. Chấm nước mắm. Nước mắm đang như tùm lum nhưng ngộn. Phở cuốn đầu tiên Việt Nam như thế nào ha? Thật là lần đầu tiên mình ăn phở cuốn lại bên Mỹ. Và rốt cuộc thì nó cũng ổn, nó cũng không có gì xuất sắc quá. Nhưng hơi buồn cái là nó có rau thơm. Một ngày đó mình sẽ đi Hà Nội ăn phở cuốn thôi các bạn. Một ngày đó. Hello, bây giờ mình sẽ thử ăn cái phở phòng này lần đầu tiên cuộc đời của mình. Không biết ăn thế nào, hình như chó này lên nhưng nó không có muốn lên lắm. Vậy ăn riêng không có cho lên. Ăn riêng thì ăn riêng. Rồi nhét miếng thịt vào. Cũng ngon, nó giàu giàu, nó ngon. Và ở trong này không có gì nên mình có ý kiến đó là nhét thịt bò vào. Quá là đính. Và lúc này thì mình nghĩ nhân viên đã nhận ra mình nên mình rất là ngại, mình không có biết nên làm gì nữa. Ok, bớt ngại rồi. Đây thì là sữa chua, nếp cẩm là món quá là Hà Nội như mình ăn ở Sài Gòn. Như các món mình ăn quá là Việt Nam như vẫn ăn bên Mỹ. Hình như mình đã múc mọi thứ nhưng không có múc nếp cẩm. Cái này nó không có giống như sữa chua lắm hay sao. Những cái vị nó ngon nhưng có vẻ nó hơi bị ngọt quá nhưng nó cũng rất là ngon. Ở bên Mỹ thì bán cái này phiên bản nước uống thôi. Trong video này mình không có quay đâu. Nhưng mỗi sáng mình đều uống một cái sinh tố. Và ăn cái này. Thì đây là cái thanh hà của He Bakery. Và cái này nó rất là đầy đủ dinh dưỡng. Và ngon nữa. Hello. Nói to lên cho mình. Nói to. Mình sẽ thử hủ tiếu 1975. Đây là quán kiểu là cũ nhất Sài Gòn. Mình đã gọi hủ tiếu khô. Trước khi ăn thì mình phải trộn nó lên giống như là mì trộn, giống như là kem trộn nha. Trộn. Ok, vào miệng thôi nào. Và lúc đầu mình ăn thì trời nó nóng nên mình đã thổi chút đó chút xíu vào và ăn. Và mình thấy nó cũng khá là ok, hình như mình cần cho thêm xì dầu vào. Hơi nhạt chút xíu. Mình nghĩ là ngọt hơn. Đây là hủ tiếu Nam Vang khô, thật ra mình thích hủ tiếu Mỹ Tho khô hơn. Cảm giác như là nó ngon hơn. Và trong nước này có những thứ gì đó. Cái này nói gì vậy? Mình nghĩ đây là máu. Đây là cái mình ăn với bún bò Huế.
Và mình thấy nó khá giống như là thạch á. Các bạn đừng chửi mình nhờ cái này gọi là tiết chứ không phải là máu. Lúc đó mình nói máu là vì mình nhớ đây là máu. Nhưng thật ra nó là máu thiệt mà. Bây giờ mình sẽ thử sữa chua nếp cẩm. Nhưng cái này nó có mít. Mình không biết nữa. Nhưng review. Nó nhìn giống như vậy. Nó có ốp mày gót trời ơi con này. Nó có mít. Ôi gương. Cũng ngon. Cũng ngon. Cũng ngon. Trời ơi. Mơ lem. Ốp. Và đây là bánh xèo miền Trung. Nên nó không có vàng lắm. Nó vậy á. Yeah. Và mình ăn tôm cuốn với bánh xèo luôn. Whoop. Bây giờ mình đang ở đây với chị Vương và chị Cloud Doris. Và ở đây có bò né. Bò né phiên bản không phải vỉa hè. Và đây là đũa các bạn biết signature của Jenny. Là gì? Xin tố bơ. Và đây là một đĩa salad rất là healthy. Món French toast. Bông chua. Chỗ này làm rất là ngon, đẹp nhưng hơi mắc. Và đây thì là chuối. Chuối vừng vân. Dễ thương thế. Vừng vân Jenny. Đây là chú chị Vừng chị Vân. Và Jenny. Và mình sẽ lấy cái này. Xay uống sinh tố. Mình đã mua rau má tiếp rồi. Rau má này có logo rất là dễ thương luôn nè. Coi bà già có ổn như các bà rau má khác không? Và bà cũng ổn, rau má tươi. Nhưng bà già không có thạch như mấy chỗ khác. Bà không nhai được thạch hay sao? Và trà sữa trân châu hoàng kim ở đây sao? Nhai. Mình thấy trân châu nó không có thòn lắm. Kiểu là nó vừa dai vừa nhỏ. Chỉ có thể vài bạn thích. Và hai bạn fan này nhận mình ra trong xe luôn. Và buổi tối thì mình ăn món vịt quay Bắc Kinh người ta cắt tại bàn luôn. Kiểu là lột cái da ra cuốn riêng á. Và thịt thì lấy xào mì. Nếu các bạn xem cái vlog máy bay thì bạn hãy nhớ cái này. Và tráng miệng thì có cái bánh này nữa nhưng mình không có thể chứa thêm cái gì nữa nên mình sẽ stop. Bây giờ mình đã tìm thấy lại. 2 tuần rưỡi sau. Khá là lạ, nhưng rất là ngọt. Cái này kiểu là bánh đường đen nếp gì đó. Ok. Và ngày hôm sau mình đã quay lại cùng nhà hàng như lần này ăn điểm sắm. Vì một em fan và cảm giác như là Việt Nam thích làm những thứ đen xì lì. Điểm sắm ở đây cũng đen xì lì luôn. Em không dám ăn à? Thấy đen xì lì hơi sợ ha. Mình thì thấy nó đẹp mà. Nhưng nói chung thì mình rất là yêu điểm sắm. Bạn mà dẫn mình đến điểm sắm chắc chắn mình sẽ ăn cả đống. Cả đống nhưng mình không có ăn bò câu đâu nha. Mình vẫn cảm thấy kiểu là tội nghiệp hay sao các bạn. Con đưa lên. Anh này muốn vào video mình chỉ rất là lâu để cuối cùng được tỏa sáng. Nhưng đây là món điểm sắp trái miệng thích nhất. Bánh bao xì xì màu vàng cũng hay gọi là bánh bao kim sa. Watermelon. Chị mới ăn giấy rồi. Ăn giấy thì nó ra thôi. Mình ăn xong thì giống như là mình đang nhai chầm nha. Và tiếp theo thì là bánh bao mè đen. Ở đây ta xài mè đen tươi chứ không phải là cái bột. Và ăn xong cái này cái môi mình nó đát vàng luôn. Ăn xong khuyến mãi luôn bộ môi đẹp. Thì bên Mỹ rất thích uống cái nước màu hồng này ở Starbucks nên mình đã thử ở Việt Nam. Mình thấy cái nước này làm ở Việt Nam á, nó dở hơn bên Mỹ. Nó loãng hơn á. Hơi bị thất vọng. Và tối nay thì có các chú tới làm sushi và đồ Nhật. Và mình thấy làm nhìn phê mắt quá nên mình đã vào và mình đã ngắm. Nhúng nữa. Như đây còn có chia phun lửa nữa các bạn. Một cái đó mình nên thử làm sushi ha. Và tối nay thì có sashimi, có đầu cá hồi, có salad và có mấy cái món gì đây nữa. Nhưng mình thì hứng thú nhất cho cái này. Và cái này nó giỡn thôi, mình không làm vậy đâu. Hôm nay mình đi Cần Thơ và buổi sáng thì ăn cơm tấm. Hello. Và trưa nay mình ăn tại cái chỗ này nhìn quá là quê hương. Idol. Và đây là gõ gì đó miền Tây nhìn nó có hoa. Đây là cái bông gì đó. Bông gì? Miễn điểm. Điểm. Bông biên điểm. Bây giờ mình sẽ thử bông này. Mình không biết sao nhưng cái vị nó rất là ngố, nó không có được hợp với mình lắm. Và tiếp theo có cái cuốn này với cá nữa. Mình nghĩ đây là bánh rán phơ xương. Sao mà mình tạo cái bánh này nhìn nó cũng quen ha. Nó bột. Cụm bánh. Và đây thì là bánh khọt miền Tây, mình cảm giác như là nó có bí đỏ hay là khoai lang hay gì đó. Ngọt một cách mờ ám. Xong rồi có món xôi chiên phồng siêu to khổng lồ này. Khi ta mang ra mình kiểu là hoảng hồn luôn á. Và ở trong thì nó rỗng cái dài nó không có gì hết. Nhưng khi cắt ra ăn thì thật ra nó dẹp lép như cái tép vậy. Có khoai tây hay là xôi rồi á. Và bây giờ thì mưa muốn chết luôn. Đi về 4 tiếng mà mưa dày ghê thấy mồ luôn á. Nhưng rốt cuộc mình cũng đã về Sài Gòn thành công. Hello, lần đầu tiên cuộc đời thử bánh hành. Cái này hình như rất là trendy ở trên TikTok. Hồi đó kiểu là mình thấy hoài nó nhìn cũng khá là thèm nhưng mà chưa bao giờ tìm thấy ở đâu được hết. Như hôm nay nhà con này có. Lúc đầu mình ăn mình thấy nó rất là ngọt mặn và béo nữa. Có vị rất là mạnh. Khá là. Nó khá là bất thường, nhưng cố gắng thứ hai thì mình thấy trời nó cũng ngon thiệt.
Sau rồi mình đã ăn cái quán đồ Thái này. Pad Thai đây ta bao lớp bởi cái lớp trứng này nhìn khá là hay. Nhưng nhà hàng này mình thấy người ta làm nó không có được ngon lắm. Và các bạn ơi, mình không có sáng tạo như nào, hôm nay lại quay lại ăn cái này tiếp. Hello, mình sẽ thử vị mì mè đen với thạch matcha và dừa khô nè. Mình không chắc là sữa chua mè đen cùng với thạch matcha và cái dừa khô này có ngon nữa. Và cuối cùng mình thấy sự tổng hợp này nó hơi ngố. What did you expect? I don't know. Các bạn đừng gọi vậy nha. Nhưng thấy vị này không có mực như ăn cái vị kia, hơi đá đá. Món đầu tiên hôm nay là hến xúc bánh tráng và có nem rán Nha Trang này. Và trưa nay mình ăn với em Phan nữa. Nếu em ở trên đây có bao nhiêu con hến? Bao nhiêu con? Chắc là có 2 con. Chắc ở đây có tới 20 con á. Mình không biết những các bạn đếm đi, mình nghĩ là 20 con. Cảm giác hơi tội lỗi khi ăn hến. Mỗi tuần ăn cái mấy trăm con rồi. Bao nhiêu con, bao nhiêu con? Chắc như đây là có 30 con nè. Trời ơi. Và đây là củ hú dừa và bánh bèo. Em biết á, hồi nhỏ mọi người ưa gọi chị là Jenny bánh bèo á. Mỗi lần chị ăn á là ăn tới 2 xưởng lận. Câu chuyện thật này nha. Mình sắp về Mỹ rồi nên mình phải tận hưởng đồ Việt Nam. Cái này thì gọi là heo nạc giòn Tây Bắc gì đó. Mình nghĩ nên gọi là heo nạc dai. Là vì nó rất là dai. Và tráng miệng thì mình ăn nửa chè vấp và nửa tàu hũ. Và chắc các bạn không có xa lạ với việc này nhưng mình thấy quay lại râu má. Và lần này thì quốc luôn 6 ly. Cái này để mình chia sẻ cho không phải mình uống hết đâu nha. Nhưng thật ra mình uống hết cũng được. Xong rồi mình đã gặp được chị Khánh Vy. Bye bye chị. Bye bye Jenny. So nice to meet you. So nice to meet you. Bye bye. Cảm ơn nha. Yeah. Và mình đã tới sinh nhật bạn mình quá là trễ nên mọi người ăn hết rồi. Quê. Nếu bù lại thì mình có tặng quà. Cũng hơi xịn cho bạn ấy nha. She got me. What? Damn. Yêu nhiều. Yeah. Thank you. Mình không chắc là con này nó khóc thiệt hay khóc giả nhưng ok. Chúc mình sinh nhật bạn Phương. Nhưng vì cái muỗng kia nó cùi quá nên mình ăn bánh bằng đũa luôn. Đây là bánh strawberry shortcake. Nhưng bánh này nó rất là ngon, kiểu là không có ngọt quá. Thật ra sinh nhật bạn ấy trước mình nhưng lại tổ chức bây giờ. Là vì mới bay về từ Mỹ nên cũng không đi sinh nhật mình được. Và mình đã tạo cái kem miễn phí nè. Nó hơi lúc lắc. Và buổi tối ở nhà bạn lại có rau má nữa. Rau má nhà xây luôn. I love rau má. I love rau má. Hủ tiếu Mỹ Tho. Nhưng vlog tuần sau sẽ là ngày cuối cùng mình ở Việt Nam. Mình nghĩ vậy, hình như mình sẽ đăng cái đó. Và đó là cái đó, ok bye bye.